Ban biên tập xin được kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và có những phút giây thực sự bổ ích khi đón xem những video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của ban biên tập chúng tôi nhé. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh thành phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến cho hàng chục người dân của nước này bị thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người. Bên ngoài, dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực đối với một đất nước chỉ mới đứng dậy sau cơn đại dịch, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi đau khổ cho hàng triệu người của Trung Quốc. Mưa lũ tồi tệ tại Trung Quốc, cá mập vượt ngục tràn ra đường phố. Trong những ngày gần đây, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Vì vậy mà sự quan tâm của dư luận nước này hầu hết đang đều tập trung vào tình hình tại đây. Tuy nhiên, cũng lợi dụng tình hình đặc biệt này mà có không ít tin giả, tin đồn thất thiệt đã tung ra nhằm mục đích câu view, câu like gây hoang mang cho dư luận. Vừa qua, một đoạn video được lan truyền trên các trang mạng xã hội xứ Trung Quốc với tiêu đề "Cá sấu ở thủy cung thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài". Có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip, còn ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh video và những hình ảnh nói trên thực chất ghi lại sự việc xảy ra ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may qua đời. Không khó để nhận ra ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội từ nước ngoài từ thời điểm đó. Cũng vào tối ngày thứ hai, một đoạn video khác chỉ dài vẻn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định thủy cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những con cá mập tại đây đã thoát ra ngoài, đang vùng vẫy trong dòng nước lũ ở trên đường phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất cũng là một đoạn video đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video có nguồn gốc từ nước Nga, có thời lượng 6 giây. Sau khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trong video, thì không thể khó có thể nhận ra sự việc này thực chất xảy ra ở Nga. Các thành phần tung tin giả đã sử dụng video nói trên nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông với lòng sông thậm chí còn cao hơn so với độ cao của mực nước biển ở Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố này. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa hình đặc biệt, những con sông này chảy qua đây sau cùng đều chảy ra sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng đến công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây là sai sự thật. Người mắc kẹt trong tàu điện ngập nước tại Trung Quốc, tôi đã nói lời cuối, không khí cạn kiệt nhanh chóng. Chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy để phá cửa sổ trên cao để không khí. Nhân chứng cũng bị kẹt trong tàu điện ngầm giữa cơn lũ ở Trịnh Châu kể lại, trận mưa xối xả hiếm thấy ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc bắt đầu từ ngày thứ Bảy đã tước đi sinh mạng của ít nhất 25 người. 12 người trong số này đã bị thiệt mạng do mắc kẹt ở các tàu điện ngầm ngập nước. Theo South China Morning Post, theo chính quyền của Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, hơn 500 hành khách được giải cứu sau khi tất cả dịch vụ đường sắt của thành phố bị tê liệt vào khoảng 18 giờ ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Song tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các ga tàu điện ngầm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tuyến số 5 của hệ thống tàu điện ngầm thành phố. Nhiều hành khách được cho là đã bị mắc kẹt trong các khoang tàu bị ngập nước suốt nhiều giờ liền. Khoảng 19:30, một người phụ nữ được xác định là Xia Bai, người được truyền thông Trung Quốc đưa tin là người dẫn chương trình CCTV, đã gửi lời kêu cứu qua mạng xã hội. Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và lính cứu hỏa hãy đến cứu chúng tôi. Mực nước ở bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm được cho là cao quá đầu người. Vào khoảng 19:46, Xia Bai đăng tải bài viết cho biết nước đã ngập đến cổ. Cô và hành khách cùng chuyến tàu được giải cứu vào khoảng 20:50. Theo South China Morning Post, nhiều người xung quanh tôi đã khóc. Một hành khách bị mắc kẹt trên chuyến tàu số 5 hôm thứ Hai kể lại với tờ Bình Điền Wiki. Chúng tôi thống nhất sẽ hạn chế nói về những thứ tiêu cực, phần lớn đều giữ im lặng và kết nối với thế giới bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khoảng 21 giờ, mực nước ở bên ngoài các toa tàu điện ngầm cao quá đầu và không khí cạn kiệt nhanh chóng. Người phụ nữ kể lại, chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy để phá cửa sổ trên cao trong toa đầu tiên để thông khí. Việc thông gió được cải thiện ngay sau khi đó cùng đúng lúc lực lượng cứu hộ đến nơi. Trận mưa được cơ quan thời tiết thành phố Trịnh Châu mô tả là nghìn năm có một đã làm ngưng trệ hệ thống giao thông công cộng của thành phố, khiến nhiều ô tô bị lật và nhấn chìm nhiều căn hộ nằm dưới các tầng hầm. Đợt mưa lũ này đã khiến 7 người bị mất tích và buộc hơn 200.000 người ở Trịnh Châu phải di tản.
theo South China Morning Post, Trung Quốc nguy cơ lũ chồng lũ. Tỉnh Hà Nam đã phát cảnh báo đỏ với 4 thành phố lớn, dự báo lượng mưa cộng dồn vượt 100mm khi tỉnh này đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc hôm nay phát đi cảnh báo đỏ đối với 4 thành phố An Dương, Thạch Bích, Tân Hương, Tiêu Tác khi mưa lũ mở rộng sang khu vực phía bắc của tỉnh. Thành phố Tân Hương ghi nhận lượng mưa 812mm từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4, phá vỡ các kỷ lục khí tượng địa phương. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố bị tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Tính đến cuối ngày thứ 3, hơn 470.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. An Dương cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và cảnh sát bán quân sự của thành phố đã được triển khai để giải quyết thiệt hại. An Dương, Tân Hương, Khai Phong và Chu Khẩu có tổng dân số hơn 20 triệu người, chiếm 1/5 dân số tỉnh Hà Nam. Hiện 33 người đã thiệt mạng và 8 người mất tích do lũ lụt tại Hà Nam. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực duy trì nguồn điện và nước ở thành phố khi tỉnh chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn khác. Hơn 3.000 quân nhân đang làm việc tại 10 khu vực nguy hiểm khác nhau xung quanh thành phố. Thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 189 triệu đô la Mỹ. Ảnh hưởng lũ lụt cũng mở rộng khi 3 triệu người tại 877 quận huyện của tỉnh Hà Nam phải di dời. Trước đó một ngày, cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết 1,24 triệu người ở 560 quận huyện phải di dời kể từ tối ngày Chủ nhật. Các cơ quan khí tượng từ cấp tỉnh đến cấp huyện ở Hà Nam đã gửi 120 triệu tin nhắn, văn bản tới những người dùng điện thoại di động để cảnh báo mưa lũ. Các cảnh báo thường được phát trước 2 ngày để người dân chủ động ứng phó. Trung Quốc bất ngờ cảm ơn lãnh đạo Đài Loan. Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn gián tiếp đến lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sau khi bà bày tỏ chia sẻ vì thiệt hại lũ lụt tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn thông qua người phát ngôn đã bày tỏ lo lắng và gửi lời chia sẻ đến gia đình các nạn nhân thiệt hại do lũ lụt tại Trung Quốc. Theo Reuters, bà Thái hy vọng cuộc sống tại vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm quay trở lại bình thường. Trong một thông báo ngắn, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cảm ơn các bên liên quan tại Đài Loan và người dân đã thể hiện sự lo lắng và chia sẻ với khu vực gặp thiên tai thông qua hình thức. Cơ quan này cũng cảm ơn các công ty Đài Loan vì đã gửi tiền và vật chất cứu trợ người dân bị thiệt hại. Đây được coi là động thái hữu nghị hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong những năm gần đây. Từ khi bà Thái nắm giữ vị trí lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016, Trung Quốc đã cắt đứt cơ chế đối thoại chính thức giữa hai bên. Mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng gần đây khi Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự để ngỏ ý định tái thống nhất. Theo Tân Hoa Xã, đợt mưa lũ lớn nhiều ngày qua tại tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã làm 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích, khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng. Tổng cộng 376.000 người đã phải đi sơ tán, hơn 215.200 ha hoa màu bị hư hại ở mức tổn thất kinh tế trực tiếp là 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 4.335 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, dòng nước lũ đổ xuống tỉnh Hà Nam khiến Trung Quốc phải triển khai quân đội để ngăn chặn vỡ đập. Trong tuần này đã có 2 đập ở Trung Quốc bị lũ lụt tàn phá. Mưa lớn và nước cao đã làm ngập hầu hết các tỉnh Hà Nam hôm thứ Hai. Các trạm tàu điện ở thành phố Trịnh Châu ngập trong nước và nhiều phương tiện giao thông bị cuốn trôi. Tuy nhiên, đêm ngày thứ Hai, thành phố Lạc Dương với 7 triệu cư dân đối mặt với mối đe dọa khác, vỡ đập Yihetan, con đập này ngăn nước từ sông Hoàng Hà. Quân đội Trung Quốc thông báo đập đã có một vết nứt dài 20 mét và toàn bộ cấu trúc đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai binh sĩ sẵn sàng cho nổ đập để chuyển hướng dòng nước lũ. Theo Shanghai Daily, có khoảng 20.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang đến đập Yihetan và một con đập khác để ngăn dòng nước lũ. Lũ lụt vốn phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên tốc độ phát triển quá nhanh tại quốc gia này trong vài chục năm nay đã dẫn đến việc thêm nhiều con đập được xây dựng và kết quả là các con sông từng giúp xả lũ đã bị chuyển hướng. Khi hai con đập ở Nội Mông vỡ hồi tuần này, 20.000 ha đất và hàng chục cây cầu cống bị phá hủy. Theo Hoàn Cầu Thời báo, khoảng 16.000 cư dân địa phương đã bị ảnh hưởng, nhiều người phải sơ tán. Nhân dân Nhật Báo đưa tin có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và khoảng 100.000 người phải sơ tán ở thành phố Trịnh Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.